Cho em với mẹ đi vô. Không, bây giờ thì em không hứa, tại vì nhiều khi em kẹt show rồi này kia kia nọ, đến với đó, ví dụ em không muốn show thì em coi, sẽ... Coi như cái duyên đi. Đúng rồi. Nhà mà thì ra đây là cái duyên chị em mình. Đây là một cái sự chuyển giới với nhau, thì chị cũng tới đây chị quý em. Tại vì có cơ hội về Việt Nam chị mới biết quán chị. Của em. Cảm ơn chị. Thì nãy giờ cũng nói chuyện với má em, với hồi nãy có người gì đây nè. Phi Nhung. Không phải Phi Nhung, rồi gia đình em. Gì? Nói chuyện cũng dễ thương lắm. Thật là cái duyên cũng rất là quý. Hồi nãy giờ mẹ em thì không biết thích cái gì cũng hát. Thôi, em biết trong giới này là mình có cái năng, cái tài, ông trời ông cho mình. Mình đem tiếng hát, nụ cười đến cho mọi người để niềm vui thôi, cho họ làm những ngày ta mệt nhọc rồi. Nghe chị em mình đưa cái tiếng cười hay là vui vẻ, đúng không? Cái đó là chị em mình là giống như chờ phú mà, có cái tài, không có cái tài làm ca sĩ, có tài là mua đồ người mẫu thì mình có cái tài đưa cái niềm vui cho mọi nơi, khắp nơi, chỗ nào mà càng buồn là vui là có chị em mình, đúng không? Giờ em hỏi gì em hỏi đi, tại vì ngày nay chị gặp em là có cái ý muốn của chị là mời em với má tới gì. Giờ không biết em hỏi gì luôn á. Tại vì thôi bây giờ em kể chuyện đời của em đi, chị muốn nghe. Còn chuyện đời của em dài lắm. Thôi cũng muốn nghe nè. Chuyện đời của em có tới 2 cuốn tập 800 trang lận. Nói hay lắm, đời em nó có nhiều cái người ta ghi lại trong cuộc đời. Mai mốt bây giờ bóng trẻ cái món thành mình là bóng già. Đúng rồi. Đúng không? Thì bóng mén nó mọc lên. Dạ. Thì bây giờ mình bóng già mình cứ kể nó cho mọi khán giả ta nghe đi. Giờ kể biết kể sao? Em không biết kể từ đâu luôn á chị. Thì kể đây có cái gì vui nhất trong cái cuộc sống của em? Có cái gì mà buồn nhất? Có cái gì mà hay nhất? Có cái gì mà để cho em buồn nhất? Buồn nhất, vui nhất. Bây giờ là cái gì là ấn tượng nhất trong cuộc đời của em? Có cái gì giống như mình ấn tượng đó? Từ khi mình lớn lên, giống như người ta nói mình bây giờ bóng mén. Rồi sao bây giờ hai chị em thành bóng già, đúng không? Thì giờ có cái những cái kỷ niệm gì đó, giống như em có nhớ là có cái gì hay hay không? Có cái gì mà đặc biệt để ấn tượng của em không? Phải có chứ. Em không nhớ, giờ chị hỏi nghe em không biết suy nghĩ sao nữa. Bây giờ là chị hỏi em nè, bây giờ cuộc sống em buôn ba là em cũng phải có rồi. Dạ. Có ném đá nè, có trúng chữ nè. Đó. Có làm dâu thiên hạ nè, đó. Đúng không? Giống như giờ á, ghét thì quá nhiều, thương thì ít. Giống như chị em giống em buôn bán nè, thì dâu trăm họ. Dạ. Mình nói ngon thì người ta nói không ngon, mình cũng trách người ta. Dạ. Đúng không? Cái này là giống như là chị hỏi em là ấn tượng cuộc đời em, giống như em buôn ba nè, em làm tiếng cười cho người ta nè. Có cái gì mà ấn tượng nhất để cho em nhớ, em giúp người ta cái gì mà nó có những cái gì nó tốt đẹp nhất cho người ta thành công không? Em có đưa người nào để cho người ta thành công, cuộc sống ta tốt không, gia đình ta ấm áp không? Em biết rồi mà đó, em ngại chia sẻ với em ít có kể, em sợ. Sao kỳ vậy? Chị muốn nghe, tại vì chị càng là giống như mình với nhau, mình sống thật đúng không? Chị nói em biết không? Rồi, em biết rồi. Mình sống thật, thì giống chị em mình, chị tới đây là cái duyên. Giống như chị thấy nãy nè, em đậu xe lại định quay cái chiếc xe người đó, thì chị nghĩ là lòng em á là bao la bao dung, thấy người ta khổ, thấy người ta đói em cho người ta ăn. Dạ. Em không cần cái tấm lòng người ta trả lại cho. Dạ. Em nói thẳng, chị thấy má em á là chị biết là má em là một người rất là tốt, người đàn bà rất là đạo đức, giống đức hạnh đó. Đúng má rồi. Em là người đàn bà đạo đức đức hạnh. Bởi tại sao chị nhờ người đàn bà má em á, ai cũng kêu má là tại vì má em đón nhận á. Dạ. Tại cái tình thương má em á, ngồi đây nãy giờ nói chuyện cũng lâu lắm á em. Mà giống như là mẹ em giống như xuất trong cái lòng nói ra đó. Hồi xưa em BD á, em sợ mẹ em biết lắm. Rồi sao lúc đó làm sao? Lúc đó trang điểm, lúc đó nhớ là có show. Có đi show không? Đi show mà dạng đi lén. Mà lúc đó mẹ em chưa biết em BD. Em giấu mẹ em, tại vì em gặp mẹ em là em vậy nè. Gầm lên. Đúng rồi. Thưa mẹ, thưa ba vậy đó. Còn ví dụ không có mẹ là, không có mẹ là bắt đầu em ngồi vậy. Không có mẹ là bắt đầu ngồi chéo chân. Trời ơi, ngồi nhậm vấn quá trời luôn. Ngồi nhậm á, kìa mẹ về kìa. Bắt đầu ngồi buông xả, ngồi vậy liền. Trời ơi, em sợ cái nhất là mẹ buồn. Cái thứ hai là gặp em là con trai một nữa. Em ơi, cục bóng nó gớt mẹ. Thì bởi vậy. Bóng băng băng gớt mẹ nó rồi. Bởi vậy chị em, nhưng mà bây giờ là như là năm 2022-23 rồi, bây giờ là tiến triển mới rồi. Chị nói thấy á, mẹ em là cái người bao dung, mà tại vì em không có lỗ. Đúng rồi. Cho mẹ em nói thẳng ra, chị thấy nhiều người á,
bây giờ hiện tại chị có gặp một người nè, gặp chị cũng nói là thôi bây giờ thằng con em nó cũng giống như chị, mà bây giờ em với nó thì cứ nói là khó nói quá à, thôi giờ chị là cái người chị nhớ chị nói với con em nó dễ đúng rồi. Thì nó mới qua cái chuyện này, chị Cindy mới nói là nếu em thương con em, nó đang học, nó học tiếng Anh giỏi lắm, em mở rộng ra đây, nếu cha mẹ nào cũng muốn con mình, không muốn con mình bóng đâu thì đó cha mẹ sinh con trời sinh tính, tại cái đó là bản tánh của nó, chờ cứu nó. Nếu mình làm mẹ mình phải hiểu nó nhiều đúng hơn. Rồi bóng em biết có những người gia đình rất là khó khăn, những cái cách ăn nói cũng mắc lỗi bắt phải. Dạ, đúng rồi. Đi ra đường ta mắng vốn cũng đem về chửi con xối xả, nên chị cũng đã trải qua cái cuộc đời như vậy rồi, nên chị cũng sống là thấy những người không có được may mắn, không có được như chị em mình bây giờ, giống như ông thầy chị em mình cũng gian chung lắm. Đúng rồi, hồi xưa cuộc đời của em nó buôn ba, nó sóng gió lắm. Hồi xưa là em phải đi phụ bán quần áo nè. Rồi phụ bán Nguyễn Trãi đó chị. Nguyễn Trãi chị biết đó. Bán là từ 6 giờ tối cho tới 12 giờ đêm. Vậy là bán đồ xe đa. Bán một ngày 50 không, em bán mấy cái cây xào á, bán ngoài đường á. Ngoài đường. Dạng thấy bánh bèo đi qua là chị áo quần gì nè, mũ mới rồi kéo vô. Dạ đúng rồi. Phải mua cái hai cái. Đúng rồi, đúng rồi. Rồi hồi xưa rồi bán ca thao mền, gối chiếu mùng đồ, nước suối đồ. Bán vào bệnh viện chỉnh hình đó. Rồi công an dí bắt đầu chạy qua đường, xách đồ, ginh đồ, giác đồ chạy qua đường. Hồi nhỏ chị nói em á, chị mê nhà thờ Đức Bà lắm. Dạ. Tại nhà thờ Đức Bà nó có nhiều kỷ niệm lắm. Với thứ nhất là họ cái gì à? Hồn rùa. Hồn rùa. Hồn rùa. Là cái chỗ chị em mình đóng đô ăn bò bí. Lúc đó em chưa có, đúng không em chưa? Dạ. Tại vì chị thấy ở đó vui lắm. Dạ. Tại vì mỗi lần mà cuối tuần lễ lọc á là bóng kính, bóng lộ gì tập trung ở đó. Vui lắm em. Mà bây giờ chị thấy giờ nó cũng thoáng rồi. Việt Nam bây giờ là chị thấy là rất là number one. Đúng rồi. Dạ, chứ hồi xưa bóng khổ, anh thấy ông bóng là khổ đi ra đường á là chúng chửi khỏi đi học luôn. Mà em cũng biết là cơ duyên nào mà đến với em mà để cho em bán cái viên chiên quá. Vậy đó hả? Mà em muốn suy nghĩ tới là em phải bán cái viên chiên hay gì, em nghĩ là giống như là thôi mình bán chơi thôi. Bán chơi rồi mình lấy đại rồi mỗi thứ nửa ký rồi mình bán rồi mình chiên cái nồi nhỏ cái hay là mua cái xe nhỏ triệu mấy đồ xe cũ rồi rồi mình bán chơi đồ này kia thôi. Vậy là mà chờ cho em đó. Dạ. Không có ai cho em được. Ok hồi xưa đâu có hot đâu có biết tới nhiều người đâu chị. Rồi bắt đầu quay clip rồi em live stream rồi khịa với mọi người rồi quay clip này clip kia. Chị mê em biết gì không? Ở bên Mỹ á, mấy lần mà chị đi làm cái chị dòm trời em giỡn á, bỏ cái người kéo em cái rồi chị nói trời ơi con người sống gì á là trẻ trung lắm, không bao giờ mà già được. Tại vì em đem cái tiếng cười, tiếng pháo ru trong vòng đời. Nên chị thấy đời em á là nói thẳng là chị không biết sao, chị thấy là chị em mình á bao dung lắm, thấy người ta khổ cho. Dù biết người ta phản mình cũng đón nhận cái phản phức đó của người ta. Chứ kiếp trước mình chắc mình đúng mình phản nợ. Người ta chứ bây chứ giờ, mắc giờ thì mình ta phản là mình cái đó là cũng là cái nói chung với nói chung là chị em mình cùng chung một màu áo mà đúng không chị. Thì những người nào mà thiếu thì mình chia sẻ với họ. Tại vì nghe nói em đi hát lô tô là chị em quá giỏi, chị không biết thầy em không, hồi xưa là em không biết tại vì em đi coi á, tại vì em thấy hay, thấy rất là hay luôn, thấy tự nhiên sao tại sao mấy người trong giới mình làm được mà tại sao mình không làm được. Là bắt đầu về nhà là bắt đầu em mở lên, bắt đầu từ từ, từ là em học. Em học, em kêu, em hát mấy bài hát mà cũng như ví dụ nếu như nãy hồi nãy chị Cindy hát bài gì? Nghe chiếu Cà Mau, nghe nói Cà Mau xa lắm, cuối cùng bang đổ Việt Nam. Bắt đầu con số 8, còn số 8. Em hay á, chị chẳng biết lô tô, dạ. Chị nói thiệt em luôn. Chị nói thẳng ra là hồi nhỏ không có học đâu. Em không có học. Em cũng học lớp 5 em nghĩ. Okay, cái bóng bóng bàn bàn cái là sẵn sàng lát là ông thầy nói thôi mày bóng mày xuống cá bắt cái bóng luôn bây giờ đi luôn. Đi về ăn dông luôn khỏi vô trường em. Bởi chị nói với em á nhiều khi á bóng nó cũng có cái tự hào của nó. Đúng rồi vậy. Đúng không? Bây giờ em cảm thấy má em cho em một cái sự sống để lựa chọn. Má em nếu em nhưng mà em phải công nhận là những chị em trong cộng đồng LGBT mình á ai cũng giỏi hết đó. Có người này có tài này, người kia có tài kia. Em là hồi xưa là em học nói chung là tính toán là cũng giỏi lắm á. Mà tại vì hồi xưa gia đình em khổ quá. Là bắt đầu em học tới lớp 5 là bắt đầu là sẽ chuẩn bị là đóng tiền trường mà mua sách vở nữa. Mà hồi xưa là gia đình em ở ngoài đường á. Đó cho nên là em nghỉ học để em sợ tốn tiền của mẹ em. Em biết sao em là cái người có đức có tài thì nó thật giống như là mưa hết quán rất là nhiều. Em sống nặng chữ tình chữ nghĩa.
chị nói thiệt. Em ba la ba lô gì đó, em tự nằm suy nghĩ. Nên chị nói em á, muốn chúc cho em ở đời chỉ có một người mẹ thôi. Mà mẹ em là ta kêu ai cũng kêu là tiếng là con, má má, là má em đã bao dung rồi. Cái đó là thương giống như là những mảnh đời không được may mắn. Dạ đúng rồi. Đúng không em? Chạy chị ghiền luôn, tao lắm, hôm nay lên đài hết chị nghe luôn. Chị gặp em lần này nữa là không có tới gặp nữa rồi. Trừ ra là em có cái mai cái mắn tới nhà chị ăn đám dỗ mẹ chị, là cái đó là cái duyên. Dạ vậy. Dạ. Chị không biết sao mà chị nói với em rồi, có thể em dù nhỏ dù như thế nào chị về đó chị sẽ gửi tặng em hai chai dầu. Đi rồi tấm lòng chị em mình cũng là hoàn cảnh nó ngộ với nhau, dù có ai nói ra nói vô cũng mình là bóng chứ không có cái gì. Đúng rồi. Mà đúng không em? Dạ. Đó thì chị nói em vậy thôi, chị ghiền lâu câu lắm, em hát dẫn lên đài nè cho chị nghe đi, chị lưu lại cho chị em chị ở nhà nghe rồi biết được là Thu Phương nè ngày hôm nay đây. Bây giờ là hôm bữa em hát rồi là bây giờ là em sẽ hướng dẫn chị luôn rồi. Hai chị em mình kêu luôn chị hát chung với em nha. Em chỉ nha chị, okay, cho bây giờ chị lưu tôn hát okay, vậy đó. Con số gì ra cơ ra mà con mấy, con mấy gì ra mấy gì ra. Búp bê bằng bông biết bay bay bay, búp bê biết bò biết băng biết bơi. Búp bê bằng bông bên bàn bướm bướm, bướm bướm bìm bịp bò bàn bay bay. Con số 7, con số 7, con số 7. Đấy chị, con mấy gì đây? Bây giờ chị cứ kiếm bài hát nào của chị thích đi. Con mấy gì ra cơ ra mà con mấy, con mấy gì ra. Hát đi chị, hát bài gì của chị đi. Anh thương em cởi áo cho nhau, về nhà mẹ ngồi qua cầu gió bay. Rồi, gió bay là con 27. Là con 27. Đó, bay cái chữ ai đó, ai là ghép chữ 7 vô. 27. Ok chị. Cảm ơn chị Cindy nha, cảm ơn tất cả những người thân, những anh chị em của chị Cindy đã dành chút thời gian để mà ghé quán của em. Dạ. Dạ. Vô cùng á, nói là phải đi ra đây ăn nha. Dạ. Chả chia chia ngon lắm. Dạ. Nói là con cháu rồi ngày nay gì cũng còn về ra đây rồi gặp em, dạ, Thu Phương, quán Thu Phương rồi. Dạ. Với mẹ. Có duyên em cũng chưa giới thiệu mẹ em. Dạ. Hôm nay dắt cháu tới đây là coi như là cái duyên đi chị. Dạ. Em mình cũng từ bóng ra. Đúng rồi chị. Thì mình tới đây nó vui hơn. Đúng. Nó cởi mở hơn, bao dung hơn. Mọi người giống chị em mình còn ở trong kính quá thì từ từ xin là cha mẹ cho con mình nó thoải mái chút để sống thật. Dạ. Sống thật chính cái tâm của nó để sau này có thể tốt cuộc đời của nó, có thể nó ra nó làm mà được cái này được cái kia cho xã hội. Dạ đúng nó rồi. Sẽ giúp cho gia đình. Cái đó là ai cũng mong ước mơ đó, giống như chị em mình bóng. Đúng thì rồi. Bóng già rồi một ngày nào chị em mình chết thì bóng mén nó mọc lên, đúng không? Không, bây giờ chị đừng có nghĩ mình già hay gì, mình cứ yêu đời, mình cứ thoải mái, mình cứ vui vẻ luôn, lúc nào cũng cười đi, đừng nghĩ là mình già. Ôi giờ không già. Đúng rồi, không có già. Ôi, chị gì? Em mình không có già, chị em mình cứ trẻ trẻ hoài. Anh cười đi cho già đi, cười. Cười chứ không già. Chị ok thấy, chị. Chị thấy em á, gì? Năng lượng hả chị? Năng lượng đó. Dạ. Năng lên nè. Chị thấy giống ở dưới mà cái sắt nó đưa em lên. Dạ, tại lúc mà còn gì nữa. Cái này không... sắt nó đòi em lên luôn á, đâu có cần. Tại vì lúc mà mẹ em biết em đi đê rồi em đâu có sợ nữa. Là bắt đầu em đi thi chương trình hoa hậu. Hả? Thi hoa hậu luôn. Ồ vậy em hả? Mượn đồ bạn em rồi em make up rồi em đổi tóc giả em đi thi luôn. Có khi nào mà gió nó tóc cái mái tóc giả của em lên. Em có bị không vậy? Không chị. Từ từ em lộn mèo nó gớt luôn chứ nó không có bị. Ở chị, cảm ơn chị Cindy rất là nhiều nha. Dạ, cảm ơn anh chị. Dạ. Chị cũng chúc cho quán của dạ. Quán gì? Thu Phương, cái Duyên Kiên, Lan Quế Phường. Mẹ em, Lan Quế Phường. Thì dưới đây là những người anh chị YouTube. Anh chị YouTube là của giống như ngày nay cũng là cái duyên là thứ hai. Cũng cầu chúc cho ba vị rất là dễ thương, dễ mến của Thu Phương. Ngày nay đón nhận một cái tấm chân tình nhất để cho mình ngồi hôm nay. Mình cũng chúc càng ngày càng phát đạt, mỗi nhiều khán giả, cộng đồng mạng xem những cái gì bên nào nó hay, bên nào nó đúng theo cái lương tâm
để mở ra rộng cho lớn trong ngoài nước. Thì cảm ơn chị Cindy nha. Dạ. Cảm ơn tất cả mọi người. Cảm ơn mấy người. Chúc gia đình luôn luôn hạnh phúc và yêu đời, một ngày cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc bên người thân. Dạ. Hay quá.